Cắt. Em có mệt không? Em xuống make up đi, lát nữa mình diễn tiếp nha. Make up, lo cho chị nè. Ê, gậy của tao nha. Sắp đi nha mày. Thay đổi gì á mày? Mày tin tao cắt dai mày luôn không? Anh ơi. Gì nữa đây? Dạ, em cô Lai. Em làm diễn viên quần chúng. Thì em muốn hỏi anh là khi nào mới tới phân đoạn của em á? Tại vì em cũng chờ từ sáng tới giờ mà em chờ 4 ngày rồi đó anh. 4 ngày? 4 ngày rồi đó hả? Vô kia chờ nữa đi em. Tối quay. Anh ơi, tại vì em nghe nói là xong cái phân đoạn này là tới em á. Sao bây giờ lại đẩy xuống nữa rồi anh? Tại vì ở nhà em còn công việc riêng nữa, cho nên là có thể nào mà quay đúng giờ được không anh? Rồi, vô make up đi, Là em make up xong rồi được quay liền đúng không anh? Vô make up đi rồi tính. Đi. Ê, hình như là tôi thấy đạo diễn mê bà lắm á nha. Trời, tao có chị chiêu mà trời. Bạn ơi. Hả? Anh đạo diễn nói là bạn giảm phấn lại cho mình để lát nữa mình vô quay á. Giảm phấn hả? Mặc quần chúng có ai quay thấy đâu mà đòi giảm phấn làm cái gì? Vậy bạn ngồi ở bển đi, chờ mình xíu nha. Mà chị thấy mặt em quen lắm á nha. Hình như đi quần chúng cũng 3-4 năm rồi á mà chưa có nổi. Công nhận mặt dày dễ sợ. Gặp chị là chị bỏ lâu rồi. Cục cưng ơi, make up xong chưa? Mày thấy chưa? Rồi chuẩn bị diễn nha. Ủa em ơi, anh chưa có kêu diễn mà. Mà em có ước không? Còn cô nữa, tôi chưa kêu diễn mà không biết né hả? Rồi không biết nhắc diễn viên chính hả? Không biết diễn, không có chuyên nghiệp gì hết trơn á. Đi vô make up đi. Rồi quay lại. Trời đất ơi, em diễn đạt lắm đó nha. Em tạt nước như thiệt luôn. Hôm đi vô make up lại đi. Lát diễn phân cảnh sau. Make up ơi, lo cho diễn viên chính nha. Ủa còn cô nữa? Cô khóc gì vậy? Tôi nói cho cô nghe, cái nghề này nó bạc bẽo lắm. Cô thử coi so sánh với diễn viên chính đi. Nó khác nhau một trời, một vực. Cô còn không biết lo cho bản thân mình thì đừng trách sao cái nghề này nó bạc bẽo với cô. Vậy nha, đi vô giảm make up đi. Đi. Đứng đây làm gì nữa? Đi. Dự án sắp tới của phim mình được đầu tư rất là khủng. Mà tôi nghe đâu nhà sản xuất này nè, nó còn trẻ, non lắm. Ông có gì tí nữa lựa lời dụ nó nha. Ông để tôi. Ok, tôi tin ông mà. Ok. Thôi mà giờ tôi có việc đi trước. Có gì hẹn gặp sau ha. Chúc ông thành công. Yeah. Em yên tâm đi. Giai chính chắc chắn là thuộc về em. Anh sẽ đưa em lên đỉnh thăng hoa. Anh hứa nha. Ừ, anh hứa mà. Hóa ra là em quần chúng năm xưa. Mà dạo này chịu đầu tư cho body quá ha. Thì cũng không được vai chính đâu. Chắc vậy rồi. Chắc cũng qua tay mấy đại gia rồi. Nhưng mà có đầu tư như thế nào đi chăng nữa. Xin lỗi mọi người nha, tới trễ chút xíu. Em chào chị. Chào anh.
Không biết là nãy giờ mọi người có nói chuyện với nhau chưa hả? Nãy giờ thì chúng tôi cũng đã có được những cuộc nói chuyện rất là vui vẻ. Thì chỉ có một cái câu hỏi là không biết đoàn của mình có còn đạo diễn và diễn viên chính khác không em? Chuyện đó thì chị khỏi lo. Tối hôm qua tới giờ á, rất nhiều cuộc gọi điện xin là muốn hợp tác với chúng ta, cho nên không thiếu đâu chị. Nhưng mà em nhớ giùm chị nha, là hãy chọn những người có tài, có đức, chứ không phải là những người vô tâm, nhẫn tâm giống như hai con người này. Chị nói như vậy xem ra em phải chọn lọc kỹ càng cho chị rồi. Ok, chị cứ yên tâm ha. Tất cả nhờ nhà em. Vâng. Xíu nữa anh xong việc á, rồi anh ra ngoài với em để lấy số điện thoại của đối tác khác nha. Ok, chào anh, chào chị. Em đi trước nha mọi người. Chắc có lẽ hai người đang bất ngờ lắm hả? Thực sự ra hôm nay tôi đến đây á cũng không phải là để khè với mọi người về cái địa vị hiện tại của tôi làm gì. Nhưng mà tôi cũng chỉ muốn cho hai người biết một cái bài học. Cuộc sống mà, không ai đoán trước được ngày mai đâu. Nhưng mà ở bản thân mình á, là đạo diễn và diễn viên, thì mình phải biết giúp đỡ tất cả những người trong đoàn. Tôi hỏi ông đạo diễn ở đây chứ, nếu như mà một bộ phim chỉ có diễn viên chính mà không có những diễn viên quần chúng giống như chúng tôi đây nè, thì lấy đâu ra phim để ông công chiếu với khán giả? Thậm chí là tôi còn bị ăn những cái tát thật mà như đùa vậy đó. Và tôi cũng hy vọng sau sự việc ngày hôm nay thì ông đạo diễn và cô diễn viên chính đây sẽ không còn công việc để làm nữa. Và đây cũng là một cái kinh nghiệm sống cho hai người á. Xin lỗi nha, tôi có việc bận à. Xin chào anh đạo diễn đại tài và cô diễn viên chính nhé. Không có người phụ nữ thất bại, chỉ có người phụ nữ chưa biết đến Juju.